Xin chào anh em, chào mừng anh em đã đến với Clip 3 Channel. Trên tay mình đây là một siêu phẩm đến từ nhà Samsung, đó chính là Note 20 Ultra. Hiện tại thì Note 20 Ultra Samsung đã không còn sản xuất nữa, vì vậy ở trên thị trường chủ yếu là máy cũ. Vậy hôm nay mình làm video này để hướng dẫn các bạn test một chiếc Samsung cũ nói chung và một chiếc Note 20 Ultra nói riêng để các bạn có thể mua sắm dịp Tết này một cách ưng ý nhất. Ok, không làm vòng nữa, cùng đi nào. Trước tiên để test một chiếc máy thì chúng ta sẽ test phần ngoại hình trước nhá. Các bạn để ý giúp mình về phần mặt lưng sau này, mặt kính trước này và phần viền nhá. Xem nó có xước hay là móp gì không. Nếu mà nó có xước sâu, xước nhiều hoặc là móp thì khả năng máy đã bị rơi hay là vỡ hay rơi hoặc là bị va đập khá là mạnh thì các bạn không nên lấy. Tiếp theo các bạn kiểm tra kỹ giúp mình phần này này, phần viền nhá. Nó có một phần nắp lưng này, các bạn kiểm tra, các bạn có thể cho ngón tay vào. Nếu nó không quá sâu hoặc là các bạn để ý nếu mà keo nó bị tràn ra thì khả năng máy đấy đã từng sửa hay là bị nắp lưng nó có vấn đề. Tiếp theo các bạn mở máy lên giúp mình này. Kiểm tra giúp mình trước là vào phần cài đặt này và phần thông tin điện thoại. Ở đây các bạn có thể nhìn thấy đó chính là Note 20 Ultra này. Mã là N986U. U này nó là bản Mỹ nhá. Bản Mỹ này thì nó khác một chút so với bản Hàn và bản quốc tế. Ví dụ như bản Mỹ khác biệt nhất so với bản Hàn đó chính là nó có phần là phần eSIM. Ở đây các bạn sẽ có thể thấy đó chính là nó có phần email eSIM nhá. Bản Hàn thì nó sẽ có mã ở cuối là N và bản quốc tế thì thường nó sẽ mã ở cuối là B hoặc là F. Để test những cái chức năng cơ bản ấy thì Samsung họ có làm một cái phần khá hay, đó chính là phần mã test. Thì các bạn có thể vào phần gọi điện và phần sao thăng, không sao thăng, đó nó sẽ hiện ra cái phần mã test này giúp mình này. Ở cái phần đầu tiên là đó chính là phần Z này, các phần màu này nó sẽ giúp mình phát hiện ra điểm chết của máy, xem máy có điểm chết hay không. Nếu mà máy có nhiều điểm chết thì khả năng là màn hình nó có vấn đề. Phần tiếp theo đó chính là phần rung nhá, các bạn ấn vào nếu máy rung. Đó, như đây là nó rung này thì là máy phần rung hoạt động sử dụng hoàn toàn bình thường. Tiếp theo là vào phần cam sau, các bạn ấn vào đây. Phần cam sau này mình sẽ test được hai thứ, thứ nhất là cam và thứ hai là đèn flash. Thì các bạn có thể chụp thử này, đó các bạn sẽ thấy flash nó sáng, tức là flash hoạt động hoàn toàn bình thường và cam cũng hoạt động bình thường. Tiếp theo là phần cảm biến nhá. Ở phần cảm biến thì mình thấy có một cái cảm biến khá quan trọng và rất nhiều bạn để ý, đó chính là cảm biến áp suất. Cái cảm biến áp suất này mình test xem nó sẽ còn kháng nước hay không. Các bạn có thể, nhưng phải các bạn phải lưu ý là các bạn đóng chặt khai sim và các bạn đóng để bút headband vào nhá. Để nó chặt thì các bạn ấn áp suất mới tăng. Khi áp suất nó sẽ tăng một chút, Samsung nó sẽ tăng ít thôi, nó không tăng nhiều như kiểu Sony. Thì tức là máy đó còn khả năng kháng nước. Ở đây là các phần cảm biến xoay này và cảm biến vân tay thì các bạn có thể lắc để biết thôi. Còn vân tay thì tí mình sẽ test luôn ở ngoài về phần cài đặt. Phần tiếp theo là về phần cảm ứng nhá. Phần cảm ứng thì ở đây các bạn dùng di vào này, di vào. Không nhất thiết là các bạn di hết này là chỉ để bỏ qua thôi, còn các bạn có thể test ở giữa màn hình, các bạn ấn vào này. Nếu mà nó có một đoạn nào đứt thì chứng tỏ là cảm ứng máy đó nó có vấn đề. Ở các dòng máy khác ấy thì các bạn sẽ không có cái phần này mà các bạn thường sẽ phải dùng cái phần icon để các bạn di xem nó có di được không. Còn Samsung thì họ có cái mã test này nên là mình thấy nó cũng khá hay. Phần nữa đó chính là phần sắp cây, nó chính là cái phần phím cứng nhá. Khi mà mình ấn về phím cứng nào mà nó hoạt động bình thường thì nó sẽ đổi màu. Ở đây mình sẽ ấn thử phím tăng âm lượng này, nó sẽ đổi màu trắng, phím giảm âm lượng, phím nút nguồn, phím quay lại, phím home và phím đa nhiệm đều hoạt động bình thường. Phần front cam là phần cam trước nhá, các bạn có thể test này. Hoạt động hoàn toàn bình thường. Nó có 3 phần thì các bạn không cần để ý lắm, đó chính là phần MLC, phần MST và phần này. Những cái phần này thì nó chủ yếu liên quan đến cái cảm biến mà khi các bạn sử dụng bao da. Phần quan trọng nhất ở cái dòng Note ấy thì nó chính là cái bút S-Pen này. Đó, các bạn vào phần S-Pen này các bạn test giúp mình. Các bạn vẽ này, nó vẽ cũng giống như cái vẽ phần cảm ứng kia ấy, nhưng mà cái cảm ứng này nó khác nhá. Nên là cái phần test này nó có hai chức năng. Thứ nhất là test màn hình của mình. Và thứ hai là test bút, xem bút có sử dụng được không. Các bạn cũng làm theo, cũng có thể vẽ ở giữa màn hình này. Đó, hoàn toàn bình thường.
Phần lốp bách này chính là phần test mic. Thường thì một chiếc máy nó sẽ có 3 mic. Mình đã test thử nhá. Mình ấn vào đây, nó sẽ nói theo mình này. Đó, phần này cũng thế. Và phần này chính là phần loa thoại, thì mình nói nó sẽ hơi nhỏ một chút. Cái này thì tí nữa thì mình sẽ lắp sim mình nghe gọi nhá, thì nó sẽ rõ hơn. Phần test cuối cùng đó chính là cái phần cảm biến này. Cảm biến này nó chính là cảm biến chuyển động. Tức là các bạn cầm máy lên, nhấc lên thì cái máy này sẽ có cái phần cảm biến đó. Đó, nó cảm biến hoàn toàn bình thường này. Đấy, sau khi test ở cái phần mã này xong nhá, thì các bạn có thể ra phần ngoài và các bạn lắp sim giúp mình trước này, để các bạn test thử phần nghe gọi, các bạn phần gọi điện xem các bạn gọi chính không, hoặc là các bạn có thể gọi điện cho một ai đó để test phần mic luôn. Ở đây thì mình sẽ test được cả loa thoại và loa trong. Đó, nghe hoàn toàn bình thường. Wi-Fi này, các bạn có thể kết nối và các bạn vào mạng giúp mình. Tiếp theo là trong phần cài đặt, các bạn tìm đến cái phần gọi là phần vân tay giúp mình nhá. Màn hình khóa này, các bạn vào phần vân tay này. Đó, các bạn thêm vân tay vào đây giúp mình. Sau khi thêm thành công thì các bạn có thể tắt máy và các bạn test thử phần vân tay nhá. Đó, ok. Phần tiếp theo ấy, mình để ý khá hay, đó chính là cái bút S Pen này. Nó có khá nhiều tính năng. Thì thường là mình sẽ dùng cái tính năng mà chụp ảnh ấy. Ví dụ như mình để máy điện thoại ở xa, mình sẽ dùng cái bút này để mình chụp. Thì các bạn có thể vào, các bạn kiểm tra độ kết nối của nó, các bạn ấn nút giữa. Đó, là nó sẽ chụp. Ở phần camera thì các bạn có thể test nhiều hơn. Ví dụ như các bạn có thể cầm lên, các bạn chụp ảnh, các thứ lấy nét. Đó, ở đây thì mình sẽ chỉ tắt qua một chút thôi. Một lưu ý đặc biệt dành cho các bạn muốn sử dụng sản phẩm của phiên bản Mỹ nhá. Thì các phiên bản Mỹ ấy, mình thường nó có mã là U đúng không? Thì các bạn có thể convert nó sang được bản ROM, nó là bản ROM quốc tế, nó có mã là N. Ví dụ như con này là N956U thì nó sẽ convert được sang là N986U1. Cái bản ROM này nó có tác dụng như thế nào? Đó là nó bỏ hết các ác nhà mạng. Ví dụ như của mình ở đây là T-Mobile, nó sẽ không cho gỡ chẳng hạn. Thì các bạn chạy sang cái bản ROM đó, nó sẽ xóa hết toàn bộ các app này. Một số bản sẽ không có cái thanh bật tắt 3G, 4G ở đây. Thì bạn chạy cái ROM đó là nó cũng có luôn. Và đặc biệt quan trọng đó chính là các bạn khi chạy nhá, các bạn có thể update OTA bình thường, bởi vì một số ROM gốc của Mỹ ấy nó không cho các bạn update OTA đâu. Còn một số phần nữa, ví dụ như là phần pin chẳng hạn. Ở iPhone thì các bạn có thể check được luôn phần trăm pin ở trong phần cài đặt, nhưng các dòng Android, đặc biệt là Samsung, các bạn không check được. Thì các bạn có thể test trực tiếp luôn. Các bạn bật nhá, các bạn bật giúp mình là phần trăm độ sáng thấp thôi, tầm 50%. Các bạn bật wifi và các bạn vào YouTube giúp mình, các bạn xem. Thường thì mình thấy là khoảng tầm 4 đến 5 phút là nó sẽ tụt 1% là ok. Còn nếu mà 2 phút hay 1 phút mà nó đã tụt thì khả năng là pin cũng khá yếu đó. Các bạn thường sẽ phải test được phần trăm pin nó cao một chút nhá, thì hiệu năng nó mới ok. Vừa rồi là bài hướng dẫn của mình để làm sao anh em có thể test một chiếc Samsung cũ dễ dàng nhất. Nhưng theo ý kiến cá nhân của mình thì các bạn vẫn nên chọn một cửa hàng uy tín, bởi vì có một số lỗi nó sẽ phát sinh sau thời gian sử dụng. Anh em đánh giá thế nào về bài hướng dẫn trên của mình? Hãy để lại comment phía bên dưới. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.